Chuyện tình yêu của nghệ sĩ Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm lần đầu kể hết, tin đồn hay có thật. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có ngoại hình hào hoa phong nhã, cùng giọng hát ngọt ngào. Ông nhận được sự yêu mến của rất nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả nữ. Tuy nhiên mối tình với cô tiểu thư giàu có lại khiến cho Vũ Linh gặp trái đắng. Thời điểm đó gia đình cô tiểu thư chê bai xuất thân của Vũ Linh, xem ông là kẻ xướng ca vô loài, nên không chấp nhận chuyện tình cảm giữa ông với nàng. Mộng đẹp không thành khiến cho Vũ Linh đau đớn và tuyệt vọng. Ông có khoảng thời gian rất khó khăn sau mối tình này. Sau này nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vướng nghi vấn có tình cảm với nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm. Khi đứng chung sân khấu, cả hai chạm đến trái tim khán giả. Khi vào vai tình nhân trong các vở tuồng như Nước Mắt Bạo Lực, Tình Yêu Tên Cướp, Hèn Vọng Phu, Sa Phu Đi Xứ, Những Đứa Con Oan Nghiệt. Theo nghệ sĩ Diệu Hiền, người thầy đáng kính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông từng đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ ý định lập gia đình. Nghệ sĩ Diệu Hiền khuyên học trò nên chậm lại để xem tình cảm phát triển thế nào, rồi hãy về quê nói chuyện với mẹ ruột. Bẵng đi một thời gian, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư, làm lại từ đầu dù đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Cặp đôi thanh mai trúc mã của sân khấu cải lương cũng chia cắt từ đó. Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà hồi năm 2022, khi được hỏi về chuyện tình cảm năm xưa với nghệ sĩ Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm thẳng thắn khẳng định đó chỉ là tình yêu trên sân khấu. Mới đây khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Thanh Thanh Tâm đã nói lý do mình không thể về Việt Nam đưa tiễn đàn anh. Tôi thương anh Linh, nhưng lực bác tòng tâm, ngay cả lúc ba mất tôi cũng không thể về được, mọi thứ rất khó khăn, Thanh Thanh Tâm nói. Trong 4 thập kỷ lại lần trên sân khấu, nghệ sĩ Vũ Linh từng kết hợp ăn ý với nhiều cô đạo như Lệ Thủy, Mỹ Châu, Hương Lan, Phi Nhung, Ngọc Đáng, Phượng Mai, Ngọc Huyền, Tài Linh. Với Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh còn có sự gắn kết đặc biệt hơn. Cả hai từng lấy nước mắt của không ít khán giả trong nhiều vở Nước Mắt Bạo Lực, Tình Yêu Tên Cướp, Hoàng Vọng Phu, Sa Phu Đi Xứ, Những Đứa Con Oan Nghiệt. Thanh Thanh Tâm nói dù qua Mỹ sống, bà vẫn thường xuyên liên lạc với Vũ Linh. Khi biết nghệ sĩ mắc bạo bệnh rồi qua đời, bà bàng hoàng đau xót. Tuy nhiên khoảng cách địa lý, khó khăn về tiền bạc khiến cho bà không thể có mặt trong giây phút cuối cùng để tiễn biệt đàn anh. Tôi luôn canh giờ để gọi cho anh Linh. Thông qua kênh của nghệ sĩ Phượng Mai, Thanh Thanh Tâm chia sẻ về những kỷ niệm, tình cảm, sự gắn bó của bà đối với nghệ sĩ Vũ Linh. Thanh Thanh Tâm cho biết bà hay tên nghệ sĩ Vũ Linh mắc bạo bệnh khoảng 2 năm nay. Bà nắm rõ bệnh tình thông qua một đồng nghiệp tại Việt Nam. Trong quá trình nghệ sĩ Vũ Linh điều trị bệnh, Thanh Thanh Tâm luôn gọi về nhiều lần để hỏi thăm sức khỏe. Tuy nhiên, mỗi lần nói chuyện của họ chỉ diễn ra trong vòng 1-2 phút. Trong 10 lần gọi điện về Việt Nam, tôi chỉ nói chuyện với anh được một lần. Thế nhưng ngày nào tôi cũng canh giờ để gọi điện gặp anh Linh. Giờ giấc bên Mỹ khác Việt Nam, bản thân tôi cũng phải đi làm. Những cuộc nói chuyện đôi khi phải dừng đột ngột vì anh phải uống thuốc hoặc nghỉ ngơi. Bà nhớ lại, dù đã chuẩn bị tâm lý, khi nghe tin đàn anh qua đời, Thanh Thanh Tâm đau xót. Bà thức suốt đêm, khóc liên tục. Bà nói đó là nỗi mất mát to lớn, không bù đắp nổi. Với Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh vừa là người thầy, người anh, người tình trên sân khấu. Nghệ sĩ kể, khi còn trẻ, bà hát ở đoàn Trần Hữu Trang. Vũ Linh lúc đó từ đoàn Sông Bé chuyển về hoạt động ở đoàn Trần Hữu Trang. Trong đêm cuối, Vũ Linh diễn ở đoàn Sông Bé, Thanh Thanh Tâm đã đến xem vì muốn tận mắt tìm hiểu về người sẽ đồng hành trên sân khấu cùng mình. Trước đó, bà thậm chí chưa từng gặp Vũ Linh ngoài đời, chỉ biết ông là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Sau khi xem xong anh Linh diễn trên sân khấu, tôi thấy bồi hồi. Tôi không nghĩ người sẽ kết hợp sau này với mình hát hay đến như vậy. Ngày đầu tiên chuyển về hát ở đoàn Trần Hữu Trang, anh Linh mặc một chiếc áo kẻ sọc caro, tóc để dài, nhìn xến lắm. Từ khi diễn chung, tôi mới nói anh Linh đi cắt tóc, tuốt tát lại, bỏ hết mấy áo kẻ sọc đi, Thanh Thanh Tâm chia sẻ. Ít năm sau, Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm cũng chuyển qua đoàn Huỳnh Long, cả hai hát chung nhiều vở tuồng, trong đó ấn tượng nhất là Ngũ Biến Báo Phù Cừu. Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm chia sẻ, mỗi lần bước ra sân khấu trong trang phục của cải lương Hồ Quảng, Vũ Linh tỏ ra thần thái hiếm có của một ngôi sao lớn. Ở ông là sự hòa quyện tổng thể của nhiều yếu tố của diễn xuất, vũ đạo, giọng hát. Tôi chưa bao giờ thấy anh Linh có bất cứ lỗi gì khi diễn trên sân khấu. Tôi thương anh Linh vì hai anh em có nhiều điểm tương đồng, nhất là mỗi lần bước ra sân khấu hóa thân thành nhân vật, diễn hết mình. Chúng tôi không còn là Thanh Thanh Tâm hay Vũ Linh nữa. Khi tôi có sự thay đổi về động tác, cảm xúc trên sân khấu, không giống như lúc tập, anh Linh cũng nhận biết ngay. Anh Linh là người lo lắng cho tôi mọi thứ, Thanh Thanh Tâm nói.
Nghệ sĩ Cải Lương chia sẻ trong quá trình diễn chung, cô và Vũ Linh thường xuyên cãi nhau. Không ít lần Vũ Linh tuyên bố không đứng chung sân khấu với Thanh Thanh Tâm. Với anh Linh, tôi có nhiều kỷ niệm, thương rất nhiều, nhưng giận cũng không ít. Bây giờ nghĩ lại những cái giận hồi đó, quá nhỏ bé. Lúc ấy, tôi còn trẻ con nữa. Giờ anh mất rồi, kỷ niệm động lại là những niềm vui. Từ những ngày đầu gặp nhau, rồi đứng chung sân khấu, Thanh Thanh Tâm bày tỏ. Giải thích lý do không về Việt Nam, tiễn biệt đàn anh, Thanh Thanh Tâm cho biết. Vì từ Mỹ về Việt Nam, không phải nói về là về được ngay. Ngay cả lúc ba mất, tôi cũng không thể về được. Mọi thứ rất khó khăn. Khi về Việt Nam, tôi phải sắp xếp công việc, mua vé máy bay và hết mấy nghìn đô. Về Việt Nam rồi lại qua Mỹ, cuộc sống của tôi lại chồng chất khó khăn. Tôi thương anh Linh, nhân lực bác tầm tâm. Trong buổi nói chuyện, Thanh Thanh Tâm nhiều lần khóc khi nhớ về Vũ Linh. Tuy rằng bây giờ tôi không được gặp anh Linh nữa, nhưng tất cả tình cảm, vở diễn mà cả hai từng đóng chung đều sống mãi trong lòng tôi. Cho đến hết cuộc đời này, anh ra đi thanh thản, chúng mình sẽ sớm gặp nhau ở chốn ấy, bà nói. Vậy đâu mới là sự thật, quá khứ tình yêu của Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh có thật hay không? Hãy cùng nghe người trong cuộc cách đây đã nhiều năm kể lại. Tình yêu giữa Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm. Suốt mấy năm qua, chuyện tình của Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm là mối hoài nghi của hàng vạn khán giả. Chúng tôi đã giới thiệu nhiều về Vũ Linh, nên lần này không viết về anh nữa, mà chỉ đề cập tới câu chuyện huyền thoại trên đây. Trên sân khấu, Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm rất đẹp đôi và quyến luyến như yêu nhau thực sự, và những chuyện tình của họ luôn làm xao xuyến trái tim khán giả. Ngoài đời, một vài lần người ta bắt gặp Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm cùng một số bạn bè đi chung với nhau, và dù có để ý theo dõi, người ta vẫn chưa bao giờ thấy chỉ có hai người. Còn có lời đồn rằng dù có yêu nhau thực sự, nhưng cả hai đều không muốn nói rõ tình cảm riêng tư của mình. Có lẽ vì quá mến tài của đôi nam nữ diễn viên trẻ này mà hầu như đại đa số khán giả đều mong muốn họ nên vợ nên chồng. Nhưng đâu phải cứ hễ diễn chung là yêu nhau thiệt đâu. Song chuyện tình này cứ mỗi ngày càng trở nên bí ẩn hơn, vì những lời đồn đại không đầu không đuôi. Nào là Thanh Thanh Tâm đã từng yêu tha thiết Vũ Linh, nào là Vũ Linh đã tuyên bố sẽ cưới Thanh Thanh Tâm, vân vân, và nhiều lần thêu dệt. Lắm lúc mọi người cứ tưởng như họ đã yêu nhau thiệt rồi vậy. Đầu xuân chúng tôi đã đến gặp cả hai nhân vật chính trong câu chuyện này. Dù biết chuyện tình yêu khó nói lắm ai ơi, nhưng chúng tôi đã cố khéo léo bắt họ phải nói thật. Thanh Thanh Tâm thú nhận. Thanh Thanh Tâm bước nhanh vào phòng, gương mặt không một chút phấn son, để vẻ mệt mỏi. Xin lỗi nghe, mệt quá. Đêm qua Tâm phải thu tiếng suốt, không được chợp mắt một tí nào. Tôi nghĩ chắc Tâm đã nhốm bệnh rồi, vì nghe giọng nói có vẻ như nghẹt mũi. Nhưng Tâm vẫn dễ thương trong cái vẻ tự nhiên, chân thực vốn có. Tâm ngồi bó gối trên ghế, chờ tôi hỏi, nhìn dáng ngồi hết sức thoải mái, nhưng lại cực kỳ quyến rũ ấy. Bỗng dưng bao nhiêu dự định đã sắp đặt sẵn trong tôi bay biến đi đâu mất. Tôi nghĩ rằng cần một chút tế nhị khi làm việc với Tâm trong chuyện này. Vấn đề chúng mình sẽ nói với nhau hôm nay, cần bạn tâm sự và không nên trả lời một cách lý trí, dè dặt. Tôi nghĩ rằng Tâm sẽ trả lời thẳng thắn nếu như tôi hỏi có phải Tâm đã từng yêu Vũ Linh. Đôi mắt to với hàng mi dài cong vút của Tâm chớp nhẹ. Có, Tâm đã từng yêu anh Linh và rung động thực sự khi ở bên anh ấy. Nhưng đó là tình yêu trên sân khấu. Tâm yêu anh Linh trong những nhân vật của anh ấy. Còn ngoài đời, Tâm cũng yêu và kính trọng anh với một mối thâm tình giữa đồng nghiệp. Tâm đã từng đi chơi với Vũ Linh chưa? Có, nhưng không với riêng anh Linh mà đi chung với một số bạn bè nữa. Tâm nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì mà ầm ĩ. Có người cho rằng nam nữ diễn cặp với nhau, ăn ý như Tâm và Vũ Linh thì thường nảy sinh một mối cảm tình đặc biệt. Tâm nên hiểu từ đặc biệt này như thế nào. Với Tâm, anh Linh là người bạn diễn tuyệt vời, diễn chung với anh thật thoải mái và học được nhiều thứ. Ví dụ sự nhạy cảm trong diễn xuất, có lẽ cả Tâm và anh Linh đã cảm nhận một cách tự nhiên, từng nét trung cảm, từng ý diễn của nhau nên đã được đông đảo khán giả yêu thích. Đó cũng là hạnh phúc to lớn của Tâm. Mối tình cảm đặc biệt của Tâm đối với anh Linh là lòng mến phục. Chính cái vẻ hết sức chân tình khi trả lời của Tâm đã làm tôi cảm thấy thất vọng, bởi sự thật đã được phơi bày. Hiện thoại kỳ ảo của mối tình Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh thực ra chỉ là lời đồn đại, có lẽ cũng vì xuất phát từ lòng mến mộ đối với hai diễn viên này. Nhưng người ta vẫn có quyền nghĩ rằng biết đâu vài ba năm nữa hai con người vẫn còn ở không này, tức là chưa lập gia đình, nhưng có nhiều kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật sẽ đến một nơi nào đó đăng ký kết hôn. Vũ Linh sẽ nói thật. Linh là người rất thích nói thật, hơn nữa không có chuyện gì cần phải giấu giếm trong chuyện này. Chủ trương họ thẳng ngay đương sự
là tốt, vì chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ vấn đề. Mọi sự không dữ dội như người ta nghĩ đâu, nhưng điều đó không trách người ngoài cuộc được. Bởi vì trước đây chưa chắc Linh tỉnh táo phân tích mọi sự như ngày hôm nay được đâu. Rõ ràng trước khi Linh được về nhà hát, cả Linh và Tâm đều có một số lượng khán giả của mình. Nhưng từ lúc hai đứa diễn chung, số lượng khán giả thương mến hai đứa và chỉ muốn hai đứa diễn với nhau tự nhiên tăng vọt vì tạo thành một hiện tượng. Nhưng Linh đã tự phân tích về mình, sắc, thanh, tướng đều không phải là xuất sắc. Nếu không muốn nói là thua kém nhiều người, mình chỉ biết trông cậy vào biểu diễn và những đường múa vũ đạo, hình thể mà hai bà thầy Diệu Huyền và Trương Ánh Loan đã truyền đạt cho. Về đoàn hai Trần Hữu Trang, cả hai đứa đều ham biểu diễn và có được học chính quy như Tâm, hoặc học kiểu thọ giáo như mình. Chuyện đầu tiên là trao đổi kinh nghiệm. Một cơ may đã đến như một quy luật, khán giả đang mong đợi những điều gì đó mới lạ ở sân khấu. Mình và Tâm đã đáp ứng được phần nào đó sự mong đợi của họ. Thế thôi. Cũng phải kể thêm, trong tình hình kịch bản hay đang hiếm, nhà hát lại phục hồi và tuyển thêm những kịch bản hay, tốt cho diễn viên như Đứa Mắt Bạo Lực, Nàng Sida, Tình Yêu và Tướng Cướp, Hoàng Vọng Vô vân vân. Hai đứa như cá được vẫy vùng trong nước, dốc hết nhiệt tình sáng tạo của tuổi trẻ ra cống hiến cho khán giả trên đoạn đường chạy đua với những đồng nghiệp khác để giành khán giả về mình. Chuyện tình cảm đối với nhau tất nhiên là phải có. Linh vui nhất là lần đám cưới với Thanh Thanh Tâm trong vở Chủ Áo Bụi Đời. Linh và Thanh Thanh Tâm đã từng diễn vở này trên sân khấu sang diễn và được khán giả ủng hộ cuồng nhiệt. Khi quay video mới có cảnh đám cưới, cảnh quay ấy ở cầu Bình Lợi mà đoàn xe xích lô đi rước dâu rất vui. Ngồi trên xe xích lô, Thanh Thanh Tâm nói đùa với Linh, phải chi đám cưới này thiệt thì vui quá. Linh đã cười nói chuyện xưa rồi, có nghĩa là Linh và Thanh Thanh Tâm từng có thời yêu nhau thật. Thôi mà, chuyện đã qua rồi, như muốn đánh trống lảng, anh nói luôn,